Bữa nay dịch bệnh không có đi ra ngoài được, ở nhà làm bánh ăn mọi người. Bánh nắng lá. Mình bánh nắng lá, bánh dân gian. Xì bột. Gạo mình trộn với cái lá lá mơ, ta gọi là lá thú địch á. Để em quay em nè. Trước tiên là phải cái công đoạn xây bột. Xây bột tại nhà. Làm thủ công á. Tối là xay gì nè. Đem đi xay ra đậu nành. Rồi. Nở dừa nha. Đây tới khâu chuẩn bị lá nha. Chuẩn bị lá đồ mình nắng vô. Cổ tới không lo. Rồi bột. Ăn đi. Đây cái lá nhỏ nhỏ gì nắng đi em. Bột này bắt đầu là mình lấy ra rồi. Ba thứ sao. Ăn là chết. Vừa nắng vô lá rồi đó. Không, mấy cái lá này có phải là thực phẩm không? Quá thì nó cứng. Cũng vừa gạo cơm mình ăn gì là được, làm được. Bắt đầu cho lên bếp hấp nha. Một chút nữa là có bánh ăn rồi đó. Chế biến nước cốt nha, nước cốt dừa để chan vô bánh ăn. Chén
nó cốt nhất. Đồ chín rồi, lấy ra. Đây là nước cốt nè nghe mọi người. Nước cốt rất ngon luôn, có hành luôn. Đập. Cái gì ơi? Nước cốt rất đập, ngon. Lột ra dĩa. Gạo mềm. Rồi bắt đầu ra dĩa đặng thử nha, thử coi ngon không. Là gì? Dĩa cho nước cốt vô. Cách vô. Rồi ăn đi, ăn thử đi, ngon không? Ngon quá. Ăn thử miếng đi. Ngon. Ở nhà không làm gì buồn quá. Trốn dịch ở trong nhà không đi ra đường không được. Ở nhà làm bánh ăn. Rồi vui.